Ok, chào tất cả mọi người trở lại kênh YouTube Kiệt Bắc TV nha mọi người. Chào mọi người. Nay chúng hai anh em mình mọi người nói chung là cũng chạy vòng vòng. Hồi nãy cũng xin dí được vài trái chua. Không biết làm gì hơn. Đây đang rồi sẵn quay lên cho mọi người coi luôn. Đây, mình có hái một mớ chùm ruột với me non nha mọi người. Chùm ruột với me non này chắc mọi người coi clip săn bắt rồi mọi người cũng biết mà, cái ngoài rừng kinh mé ngoài mọi người. Đó. Giờ này mọi người có để ý tôi quay bờ quay bụi không mọi người? mất cái đầu luôn, mất luôn cái nhà quay luôn. Cũng gì chứ, để mấy mai coi làm clip nữa mà thấy ổng ổng hồi xin cái chòi đi. Mượn cái chòi, đem cái chòi về nhà em gắn lên hai chị lên anh gắn lên quay chứ giờ chỗ đâu quay. Khủng quá. Thôi giờ mình trả lại chủ đề chính nè. Nè anh em mình có hái này với có mua hũ muối ớt cơm. Mua cơm nha mọi người. À, giờ mình làm gì quên rồi ta? Lắc. Ừ lắc. Mình đổ cái này vô đây mình lắc. Rồi anh em mình ăn đồ chua, nói chuyện tâm sự với mọi người nha. À, giờ mình vô nha mọi người. Cha mặn dữ à nha. Trời ơi vậy chứ không mặn. Em có bị bay cây xanh không? Lắc đi. Đây để tôi lắc cho mọi người. Sao nó không dính nữa vậy? Dính như thào rồi, từ từ kể đó, vậy đó hồi mình bóc dính muối luôn không? À, nhìn ra hồi chảy nước miếng mọi người. Trời để quay nghe, không đi ai nữa đâu nghe. Bao chuyên nghiệp, chuyên nghiệp đó. Giờ đi chém vậy. Cái này mà có ăn kẹt thầy luôn mọi người, nó ăn chua tiếp. Bây giờ nè, hồi thử thách đi. Làm gì? Em ăn anh nói chuyện, anh tâm sự cũng được. Nói chuyện chữ ngưng chữ được không? Chứ nó chảy rồi mà. Muốn chảy đâu nó chảy à. Mới vậy thôi muốn chảy rồi nè. Rồi được, trời ơi chết luôn Nghĩa ơi. Rồi giờ anh em mình thử thức cho mọi người, mời mọi người nha. Tới dữ lắm rồi mọi người. Cái mè đây kìa. Chấm muối nè. Mặn. Ok. Mời mọi người nha. Uống vô cái mè này nó không có dốt mà nó áo chua trời ơi. Không có chua nha mọi người. Nghiêm cấm ai đang ăn cơm nha, đừng coi clip này. Nó chua tới tôi. Chua không? Ăn lẹ quá, thử miếng nữa. Hàng tỉnh chứ ta. Mời mọi người vô mọi người. Ăn vậy nó đâu ngon. Nghĩa. Bây giờ anh có cách ăn vậy này nghe. Giờ mình bóc hốt luôn nha mọi người. Ăn vậy cho lẹ. Để ăn gì kỳ vậy? Bệnh hay gì vậy? Trời ơi chua mọi ơi. Ăn ngon rồi. Ăn này mình kêu nêu lên cảm nghĩ, nêu không nói, chỉ có một từ thôi. Má đi đá cái được, đi đá gì qua tiếp được không? Lấy thùng cầu à. Nó chứa chùi lắm mọi người. Giờ thử tới đi ăn. Cái cốc kìa, của lòng ruột. Me này me cũng là me rừng mọi người. Nó như là nó mọc ngoài kinh ngoài ấy nào á. Cũng chua giờ chúng ta đi chùm ruột cái nữa. Này bảo ca nước lạnh để vô cái. Mời mọi người chứ. Trời ơi má ơi. Cái tem mình vậy mọi người buồn không mọi người? Khoan nó nghiêm cấm bà bầu nào 6 tháng ăn này đẻ luôn nha mọi người. Đừng cho vợ con nào. Đang có bầu đừng coi hả? Đang có bầu đừng coi mọi người. Trời ơi má ơi cứu con. Có một chú cắt cỏ luôn, giờ ông bực mình dữ lắm mà không nói á. Dạ. À, vô miếng nữa mọi người. À, trời ơi chua. Làm mấy trái này nữa tâm sự mọi người. Chết. Yeah.
tay mình thì giờ kiệt nó vậy rồi, mình cũng không biết từ khánh sinh quay sao. Gì em tôi quay clip có không hay á thì người không cảm giùm nha. Mình thì mình quay lâu rồi nhưng mà kinh nghiệm không có, kinh nghiệm không có nhiều mọi người. Mình nhiêu giả là mình có thể có kinh nghiệm chê nó lẹ lắm. Thật sự là ta bằng 5 năm cái lên những năm mà ta lên lên bậc lần này 3 năm mà cũng chắc công vụ mà hoài. Mà nếu như công ty lỡ đuổi ráo luôn rồi nghỉ luôn. Ê mà đuổi thiệt mà. Ừ. Chủ vợ nghĩ là về bữa cái cũng có lên đường hết cái gì đó. Thật sự mình đam mê này lắm mọi người. Nhưng mà do điều kiện không có mình không chạy có. Mắt luôn má ơi, cứu con. Quay riêng chứ mình cũng muốn quay một cái kênh để kiếm thêm mọi người. Mình thì săn bắt thôi chứ không có quay gì. Còn kể khi giờ cũng làm anh em mình cũng thuộc cảm xúc. Mẹ ăn me đâu phải uống rượu đâu, ăn chua đâu phải uống rượu đâu, mày khò dữ mày. Nó này có rượu mới nhớ này, có rượu ngon. Ăn me không? Hả? Ăn chua không? Thiệt, ăn không lan nè. Hả? Phanh ruột nghĩa mát mọi người. Mấy anh em hàng xóm nhà tôi mọi người. Ở bà này bà đọc đường nghĩa mọi người. Ai trời nó chua mọi người. Ừ. Đây. Dạ anh ăn hết chùm ruột, em ăn hết mè. Khùng. Bây giờ cho miếng muối cho nó mặn lại như vậy. Vui quá. Nè. Nó giờ ăn vậy. Chấm nè, chấm nó chảy. Trời đất ơi. Ăn kỹ mày. Đụng mới vợ mặn quá hả? Chưa thấy. À, cỡ nào cỡ là mình phải lôi ổng lại nha. Đúng rồi. Mày quay cái clip mày ăn 50 cái hột thịt lộn á. Hả? Mày quay cái clip mày ăn 50 cái hột thịt lộn á là mày đắt giá lắm. Có hột gà sát bao trọng con làm được 30 trứng. Vậy là chiều nay coi đi đám ông Tư đó xong rồi qua đám con nha. Hơi. Vậy đâu được mày. Hột thịt lộn ăn 50. Chết con ông Năm ơi. Lúc trước anh ăn được. Giờ ăn hết rồi. Gì? Lúc trước ăn được 50 trứng. Thôi giờ quay lại chuyên môn mà. À cỡ nó cỡ rồi mình không lôi cái đầu ổng lại nha. Mình. Mình mình phải nghĩ một cái kế gì đó để mình kéo Hoàng Kiệt nó về lại nha mọi người. Chứ mình không để tem mình càng ngày càng đi xuống vậy đó. Anh có kế này hay lắm. Mới nghĩ ra. Làm gì? Mai nói. Ừ. Giờ bằng ăn chua. Chua thiệt chứ không phải chua giỡn. Má nó chua đừng nói tới. Me nó chua hơn chùm ruột mọi người. Hồi nãy có cọng thun mình thắt cái đầu lại rồi chứ mấy xì nữa giờ. Chua quá. Kiếm nổi đi, nổi. Kiếm gì vậy? Hết nổi à. Kiếm đi. Miếng thôi nha. Mời mọi người, mời. Chua rồi cay đúng không rồi. Rồi lừa mấy trái chín chín nè. Đã chua. Không biết. Má chua quá vậy nhảy kinh nha. Mày. Đâu vậy Nghĩa? Giờ dạy Nghĩa. Chứ từ từ coi nó làm gì cái. Nghĩa. Trời trời trời. Tụi hả? Mày làm vậy? Nghĩa. Mày làm gì vậy? Chua quá. Mày chua nhảy kinh mày. Tới giờ rồi, thông cảm đi lưng. Rồi có thuốc đó sẵn không? Hả? Uống thuốc sẵn không?
Trời ơi, cầm máy quay đây đi chi. Tự nhiên mày chua, mày chua nhảy kênh ra ai biết đâu vụ gì. Anh cũng xiên chứ. Trời ơi, vậy hộp xuống trốn đi. Vậy leo lên nè. Trời ơi. Leo quốc nữa. Nhảy kênh hết chua hả? Hết chua à. Trời đất ơi. Ủa, thằng này nó mắc thiệt mọi người. Trời ơi trời. Quay lại đây. Sẵn khoái mọi người. Hết chua chưa? Hết chua. Mặt khỏe vậy? Mặt quánh vậy? Mọi người hãy thử theo cách tôi nha mọi người. Dù mọi người ăn mặn chắc là không được đâu. Ăn lỡ quá mặn, quá ngọt, quá chua. Hoặc bữa nào quá xỉn cứ nhảy xong cái leo lên tỉnh nha mọi người. Không, xỉn nhảy xong cái không được lên nha. Gì? Không được lên. Sao vậy? Tại dưới luôn à? Không, thử làm theo cách tôi chỉ không về trật nha mọi người. Ok mọi người, chỉ bậy mọi người đừng nghe lời đó nha, nó mát á. Mình quay lại cái vấn đề cũ á mọi người, theo nó là vấn đề chua nãy dành hết chua rồi kìa. Hết chua rồi. Nó nhảy kênh cái nó hết chua luôn không chua. Nó khùng thiệt chứ, mát rắc luôn mọi người. Hết chua rồi, hết chua rồi, khủng khiếp. Bò vô này có ai mua đâu, cắt cỏ chứ. Trời đất ơi, mình nhét dài mày đâu đó đó, hồi đây làm sao. Trời ơi trời, khủng thiệt chứ. Còn ăn được, nói nữa không? Vô giờ ăn là bình thường luôn, nãy giờ chưa ăn. Ủa nãy giờ ăn đồ chua hết à? Trời ơi. Nãy giờ mình ăn đồ chua hết lưng. Ngồi xuống. Chà. Rồi, Vũ kêu đi. Tiếp. Thức trước lên lưng. Vũ đó hả mày? Ui tệ rồi mọi người, thằng này nó mắt quá tự nhiên cái ăn chua cái nhảy kinh. Ủa nãy giờ mình có ăn chua hả? Đâu nhớ vậy ta? Quốc lên lưng. Anh em quốc nha. Em quốc đi. Hết chua rồi mà, quý. Hết chua rồi. Đúng rồi. Ba trái luôn em. Ba trái luôn. Ừ. Mời mọi người ba trái me. Vô mọi người. Chiều nay tháng đừng quay tôi bệnh viện là biết hiểu ý rồi nha mà. Ê con sâu lông. Ăn gì bỏ bói rồi. Rồi ăn sâu lông bỏ vậy. Bỏ lông. Trời ơi. Mắc thiệt. Chạy nó luôn mọi người. Có chua nữa không? Chua nữa không? Chua nữa mọi người, nó chua nữa rồi. Nó chạy nữa nè. Sao mày? Ê. Câm điếc luôn rồi. Rồi nó tới nái luôn mọi người. Quá đã. Đừng cãi em được, mà em cãi cái được, đừng cãi em được. Anh không biết diễn gì hết. Thôi, cố tình cho nhảy nữa mà nó nhảy rồi. Thôi là vấn đề chính đi. Rồi giờ em mà hết nổi luôn anh luôn rồi. Anh em mình quay tới đây rồi cũng ăn uống tâm sự nhẹ mọi người thôi, chứ giờ chỉ còn hai anh em mọi người. Thấy buồn buồn nhảy chơi chứ chua thiệt. Quá chua. Nó mát rồi. Bây giờ chắc anh em mình kết thúc video đây mọi người. Rồi để tối nay anh em mình về suy nghĩ cái kế hoạch nào đó, rồi mình sẽ kéo một kiệt về, rồi anh em mình sẽ làm lên từ đầu, gây dựng lên hay hơn cho mọi người coi. Giờ anh em kết thúc video đây. Chứ giờ biết sao giờ mọi người. Giờ còn hai anh em cũng biết quay về, quay mọi người về thông cảm cho mọi người. Cũng là tấm lòng mọi người dành cho mình. Mà giờ bị như thế này thì ngay cá nhân hoặc là tất cả thì ai cũng buồn hết. Như người ta làm ngày mệt mỏi, người ta coi mình, ta giải trí, mà giờ nó coi mấy này giờ nó buồn hiu không mà coi người nhớ đâu coi. Đúng không? Chắc là nghĩ cái clip này không buồn đâu. Còn mát này buồn. Má vậy lạnh dữ trời. Rồi vậy thôi, giờ anh em kết thúc video đây. Chúc mọi người xem video dễ nha. Rồi hẹn mọi người clip sau. Bye mọi người. Rồi chào tạm biệt mọi người. Về cho thằng mát về tắm cái đi, hồi trở bệnh viện thiệt à. Lên đâu? Ok. Ê. Má cái đi. Trời ơi trời. Nữa.